Hôm nay kids get to see real clams for the first time. It looks like a snail, ba. Don't wait too long, because they might die later. Còn rửa xong thì con phải trước khi bỏ tay vô miệng là phải rửa tay nha. Yeah, ba. Slimy. It's good. No, don't squeeze it. Just touch it. Không có bóp. Vậy đó là vậy á. Con trước khi con ăn nó là nhìn giống vậy á. Tiếng Việt Nam kêu bằng gì? Nhiều. Tại số này không có làm nhiều quá. Nhiều. Nhiều. Mẹ ta đã ta. Ok bỏ lại mình phải chơi. Mẹ anh ngồi. Con ice. Có mắt không hả? Dạ. Nhiều không có mắt. Mẹ cháu. Mẹ cháu quá. Nó có gì? Ba làm. Ờ, rồi. Đổ.